Đội ngũ những người làm chương trình kênh tin tức online xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh. Xin chúc cho quý vị có một tuần mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo những bản tin của chúng tôi. Và trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị rất nhiều những thông tin quan trọng và hấp dẫn nhất của thể thao Việt Nam. Thông tin đầu tiên đó là chủ công tài năng của bóng chuyền nữ Việt Nam nghỉ thi đấu ở tuổi 22, đẹp rạng rỡ với nghề mới bất ngờ nơi đất khách. Tiếp theo là thông tin đầy bất ngờ khi 20 cầu thủ bóng đá sẵn sàng nhập tịch Việt Nam. Nối tiếp là thông tin quan trọng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ, đó là Thanh Thúy được kêu gọi sang châu Âu gia nhập đội bóng 4 lần vô địch thế giới. Tương lai 4T đã được xác định. Và cuối cùng là thông tin vô cùng quan trọng. Đội bóng chuyền nữ Việt Nam mất quyền tranh chức vô địch vì trọng tài. Cổ động viên phẫn nộ, phản ứng dữ dội chưa từng thấy. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Thông tin đầu tiên đó là chủ công tài năng bóng chuyền nữ Việt Nam nghỉ thi đấu ở tuổi 22, đẹp rạng rỡ với nghề mới bất ngờ nơi đất khách. Cô ấy từng được coi là một trong những chủ công trẻ tài năng nhất của bóng chuyền Việt Nam, nhưng sớm từ giã bóng chuyền khi mới 22 tuổi. Sau khi giải nghệ, cô ấy bén duyên với nghề mới đầy bất ngờ. Cô gái Dương Thị Hên, sinh năm 1998, mới 13 tuổi đã được triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia. Chỉ một năm sau khi gia nhập tuyển năng khiếu bóng chuyền tỉnh Long An. Tuy chỉ cao 1m74 nhưng Dương Thị Hên có tầm bật đà lên tới 3m03, bật chắn 2m93. Ngoài ra, cô còn có lực bả vai cực khỏe, tốc độ tốt và rất giỏi biến những đường chuyền chưa thật hoàn hảo của đồng đội trở thành các cú đập chéo sân mạnh như búa bổ, hoặc kẻ những đường bóng hình chữ Y trên chắn vô cùng đẹp mắt. Với tài năng được bộc lộ từ khá sớm, Dương Thị Hên liên tục chinh phục nhiều thành tích ấn tượng như vô địch trẻ toàn quốc 2013, vô địch câu lạc bộ trẻ toàn quốc 2015, vô địch cúp đạm Cà Mau 2016, vận động viên toàn diện nhất cúp Liên Việt Popbank 2017, vận động viên trẻ triển vọng cúp VTV9 Bình Điền 2018, vận động viên quốc gia 2017 và 2018 cùng VTV Bình Điền Long An, huy chương đồng giải bóng chuyền trẻ nữ châu Á 2017 cùng với đội tuyển U23 quốc gia và được coi là một trong những chủ công triển vọng hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam. Khi tương lai rạng rỡ đang chờ phía trước, Dương Thị Hên gặp chấn thương giữa năm 2019 do bị khô dịch khớp gối, tổn thương dây chằng chéo gối, cộng với chứng trào ngược dạ dày và căn bệnh tiền đình cũng thường xuyên hành hạ, buộc cô phải xin rút lui khỏi đội tuyển quốc gia dự SEA Games 30. Sau một thời gian chữa trị nhưng không thành công, cộng với gia đình hoàn cảnh khó khăn, Dương Thị Hên quyết định giải nghệ hồi năm 2020 khi mới 22 tuổi và đã có 10 năm theo nghiệp bóng chuyền. Chia tay trái bóng, cô gái miền Tây chuyển qua nghề làm đẹp. Cựu chủ công câu lạc bộ bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An sau đó đã mở một tiệm market chuyên làm đẹp cho các chị em ở Tây Ninh và làm ăn rất phát đạt. Chuyển sang nghề mới mà không hề được đào tạo trước đó, nhưng Dương Thị Hên cho thấy cô rất có hoa tay với nghề này. Ngày càng có đông chị em tìm đến tiệm trang điểm của cựu chủ công người Long An để được cô giúp làm cho trở nên xinh đẹp hơn. Và tiếp theo là thông tin đầy bất ngờ khi 20 cầu thủ bóng đá sẵn sàng nhập tịch Việt Nam. Báo chí Trung Quốc đồn thổi kế hoạch nhập tịch ồ ạt các cầu thủ Việt kiều của huấn luyện viên Philippe Chaussy trong tương lai. Đó là thông tin được báo chí Trung Quốc đưa ra khi nói về kế hoạch tăng cường nhân sự được huấn luyện viên Philippe Chaussy vạch ra cho đội tuyển Việt Nam. Tờ Sina thông tin, hiện có tới 20 cầu thủ sẵn sàng nhập tịch Việt Nam. Những người đang thi đấu ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Bulgaria, Nga, Séc, Pháp, v.v. Huấn luyện viên Chaussy hy vọng việc nhập tịch cho các cầu thủ này sẽ diễn ra càng sớm càng tốt, qua đó nâng cao sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam. Tờ Sina cũng nhắc đến tên một số cầu thủ trẻ có gốc gác Việt như Brandon Ne, 17 tuổi, thuộc biên chế câu lạc bộ Burnley, hay Ibrahim Maza, 18 tuổi, đang chơi cho Hertha Berlin ở Bundesliga, vừa được triệu tập lên U18 Đức. Bên cạnh đó, cái tên vừa nhập tịch thành công là Philip Nguyễn cũng được báo chí Trung Quốc đề cập. Giờ đội tuyển Việt Nam sẽ có Đặng Văn Lâm và Philip Nguyễn trong khung thành gỗ. Họ thực sự là hai sự lựa chọn đảm bảo cho đội tuyển Việt Nam. Và tiếp theo là thông tin vô cùng đặc biệt và quan trọng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý từ người hâm mộ, đó là Thanh Thúy được kêu gọi sang châu Âu gia nhập đội bóng 4 lần vô địch thế giới.
Tương lai 4T được xác định. Mặc dù Trần Thị Thanh Thúy không thi đấu ở giải vô địch thế giới các câu lạc bộ, nhưng tên của tay đậm này vẫn được đông đảo các cổ động viên quốc tế nhắc tới. Mới đây nhất, một cổ động viên châu Âu có tài khoản trên mạng xã hội X là Vixen Love đã đăng tải hình ảnh Thanh Thúy mặc áo đấu của câu lạc bộ Vakifbank Thổ Nhĩ Kỳ. Ở dưới bài đăng, tài khoản viết: "Tôi hy vọng cô ấy một ngày nào đó sẽ thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ." Vakifbank là câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu, đã thắng Sportcenter 1 ở giải vô địch thế giới các câu lạc bộ 2023. Câu lạc bộ này từng 4 lần vô địch FIVB Bombay One Cup Championship, 6 lần vô địch Champions League, 13 lần vô địch giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Tại giải vô địch thế giới các câu lạc bộ 2023, Thanh Thúy không thể chơi cho Sportcenter 1 Việt Nam do đã đăng ký với câu lạc bộ PFU Blue Card. Mặc dù vậy, cái tên của Trần Thị Thanh Thúy vẫn được các vận động viên ở giải nhắc tới. Khi Sportcenter 1 mới tới địa điểm thi đấu, các thành viên của đội chủ nhà Thiên Tân Trung Quốc đã hỏi thăm về chủ công 4T. Trên mạng xã hội, các cổ động viên Thái Lan cũng nhắc tới cái tên của Trần Thị Thanh Thúy sau khi chứng kiến Sportcenter 1 thua Vakifbank tại giải vô địch thế giới các câu lạc bộ. Hồi đầu năm nay, có thông tin cho biết một nhà tuyển trai châu Âu muốn đưa Thanh Thúy sang chơi ở châu Âu với mức lương 250.000 đô. Được biết, câu lạc bộ PFU Blue Card đã ký hợp đồng 2 năm liền với chủ công miền Tây Việt Nam ở mùa giải 2022-2023 và 2023-2024. Do vậy, phải hết mùa giải hiện tại, Thanh Thúy mới có cơ hội chuyển sang câu lạc bộ khác. Và cuối cùng là thông tin vô cùng đặc biệt đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ, đó là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mất quyền tranh vô địch vì trọng tài, cổ động viên phẫn nộ, phản ứng dữ dội chưa từng thấy. Làng bóng chuyền Việt Nam chưa từng chứng kiến những quyết định gây bão dư luận của trọng tài. Sự kiện dưới đây ví dụ là tiêu biểu. Hồi tháng 3 năm 2023, trọng tài trở thành tâm điểm chú ý lớn nhất trong trận chung kết bóng chuyền nữ ở Cúp Hùng Vương khi quyết định sai trong một tình huống quan trọng ở trận đấu giữa Hóa chất Đức Giang và Linh Bình Liên Việt Popanh. Sau 3 set đấu, Hóa chất Đức Giang dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-1 ở set thứ 4, khi Hóa chất Đức Giang đang dẫn Linh Bình với tỷ số 14-13, khi Hoàng Hồng Hạnh đập bóng ra ngoài rồi ra dấu cho trọng tài là bóng đã chạm tay Bích Tuyền bên phía Linh Bình Liên Việt Popanh trước khi bay ra ngoài sân. Trọng tài chính không ngồi ý với trọng tài biên mà lập tức xác định bóng chạm tay Bích Tuyền và cho điểm Hóa chất Đức Giang, đồng nghĩa với việc giúp đội bóng của Bầu Huyền chiến thắng với tỷ số 15-13 ở set 4, qua đó giành chức vô địch Cúp Hùng Vương 2023 với chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Ninh Bình Liên Việt Popanh. Sau trận đấu chính, Bích Tuyền khẳng định là bóng chưa hề chạm tay mình trong tình huống Hoàng Hồng Hạnh đập bóng. Tay đập 20 tuổi của Hóa chất Đức Giang sau trận đấu bị hàng trăm cổ động viên gửi tin nhắn với những lời lẽ miệt thị, xúc phạm nặng nề, quan trọng tài chính bị chỉ trích dữ dội. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên trọng tài gây bão dư luận ở Cúp Hùng Vương. Ngược dòng lịch sử, ở trận bán kết bóng chuyền nữ Cúp Hùng Vương diễn ra vào ngày 14 tháng 4 năm 2016 giữa đội nữ Thanh Hóa và Ngân hàng Công Thương, trọng tài cũng gây bão dư luận vì quyết định sai, khiến các cô gái bóng chuyền xứ Thanh mất quyền đánh trận chung kết để tranh ngôi vô địch. Ở trận bán kết năm ấy, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng các cô gái xứ Thanh vẫn nỗ lực đưa trận đấu vào set 5. Cao trào của trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm khi đội nữ Thanh Hóa dẫn trước Ngân hàng Công Thương 14-13 và đứng trước Match Point, điểm quyết định trận đấu. Ở pha bóng tiếp theo, Vietinbank đập bóng ra ngoài sân và tưởng chừng như các cô gái bóng chuyền Thanh Hóa thắng 15-13 ở set 5 và có chiến thắng 3-2 chung cuộc để giành quyền vào chơi trận chung kết. Nhưng trọng tài lại xác định bóng trong sân và có điểm cho Ngân hàng Công Thương, giúp đội bóng ngành ngân hàng săn bằng tỷ số 14-14. Với tâm lý bị ức chế nặng nề, đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa sau đó đã để đối thủ ghi thêm 2 điểm, thua 14-16 ở set 5 và chấp nhận thất bại chung cuộc 2-3. Qua bức xúc với trọng tài, ngay lập tức người hâm mộ bóng chuyền ở nhà thi đấu Việt Trì dậy sóng, phản ứng dữ dội chưa từng có. Ngay trong tối hôm đó, khi trở về khách sạn, huấn luyện viên đội tuyển bóng chuyền nữ Thanh Hóa khi đó là bà Lê Thị Bình nhận được cuộc gọi xin lỗi của trọng tài Huy Tài. Chia sẻ với truyền thông, bà Lê Thị Bình cho biết trọng tài chính và trọng tài biên đã liên hệ xin lỗi và thừa nhận tình huống quá nhanh, không thể theo kịp.